nhiệt chào đón thí sinh Lê Thanh, số báo danh 23. Thí sinh Trần Đình Phú Lộc, số báo danh 11. Vòng bán kết cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2007 đã diễn ra vào ngày 31 tháng 7 vừa qua tại nhà hát Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả đã được theo dõi phần tranh tài rất sôi nổi và hào hứng của 25 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi qua hai vòng thi, dẫn một chương trình truyền hình của HTV và giao lưu với một nhân vật khách mời. So với cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình những năm trước, điều mà ban giám khảo và khán giả dễ dàng nhận thấy là các bạn thí sinh năm nay rất tự tin và có bản lĩnh sân khấu. Trong mỗi phần thi, các bạn đã thể hiện và bộc lộ hết khả năng dẫn chương trình của mình. Hơn thế nữa, các bạn đã vượt qua được những áp lực về mặt tâm lý của một thí sinh đi thi và hoàn thành tốt phần thi của mình như những người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Thần tài Lê Công Vân, Thanh Minh xuất không vào, bóng vẫn còn trong cuộc. Và bây giờ là Minh Phương dứt điểm rất đáng tiếc. Cú vút bóng cuối cùng của tiền vệ đội trưởng Minh Phương đã vọt sang ngang. Suýt tí nữa tỷ số đã là 2-0 rồi. Minh Phương truyền lên, Lê Công Vinh làm gì đây, không việc vị, vào rồi. Thật tuyệt vời, tỷ số đã là 2-0 cho các tuyển thủ Việt Nam. Bàn thắng kia phút thứ 73 của trận đấu. Có thể nói các vũ công sân cỏ Việt Nam đã có một pha trình diễn thật tuyệt vời. Sân vận động Mỹ Đình như nổ tung. Và đây cũng chính là kết quả chung cuộc của trận đấu. Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 thuyết phục trước đương kim vô địch Vương Vịnh. Một chiến thắng có thể coi là cơn địa chấn mang tên Việt Nam. Đó là dấu hiệu đáng mừng của cuộc thi năm nay. Hy vọng rằng sau cuộc thi này sẽ có thêm những gương mặt người dẫn chương trình mới để bổ sung vào lực lượng người dẫn chương trình của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ ngày 16 tháng 8 với phần dự thi của 12 thí sinh có số điểm cao nhất. Sự nhiệt tình và niềm đam mê của các bạn dành cho công việc lừa dẫn chương trình đã góp phần. Vi Thế Cường là thí sinh đến từ Lạng Sơn, cũng là thí sinh duy nhất của khu vực miền Bắc tham gia vòng chung kết cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2007. Cường hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Luật Quốc tế, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Theo bạn, cuộc sống ký túc xá của sinh viên xa nhà tuy vất vả nhưng nhiều kỷ niệm, nhờ sự chan hòa thân ái giữa các bạn đồng học và môi trường học tập lành mạnh. Tham gia cuộc thi người dẫn chương trình để thử sức mình và lọt tận đến vòng chung kết là một sự bất ngờ thú vị. Thế Cường vào đến vòng chung kết, Thế Cường rất cảm thấy rất vui. Vậy Thế Cường từ khi đăng ký bản đăng ký của cuộc thi này, Cường không hề nghĩ mình có thể vào được đến vòng chung kết của cuộc thi này. Nhưng mà qua những buổi tập và những đêm của những vòng trước, Cường luôn cố gắng hết sức, cố gắng bằng khả năng của mình để cố gắng đến đạt được những kết quả mà mình mong muốn. Cũng như tất cả những thí sinh tham dự cuộc thi này đều mong muốn đạt được những kết quả thật cao, chẳng hạn vào những cuộc và đến chung kết xếp hạng. Và Cường cũng vậy, Cường cũng muốn đạt kết quả thật cao trong cuộc thi này. Và Cường luôn cố gắng hết sức để có thể đạt được những kết quả cao hơn nữa, bởi Cường biết con đường phía trước thật sự là gian nan và khó khăn hơn rất nhiều, bởi vào đến vòng này là những bạn thật sự có khả năng và có tiềm năng trong nghề dẫn chương trình truyền hình. Lợi thế của Vi Thế Cường là vóc dáng chuẩn, gương mặt nam tính và tinh thần ham học hỏi. Nếu quan tâm theo dõi Cường từ vòng sơ loại sẽ thấy sự tiến bộ vượt bậc của bạn. Thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết khá dài. Hy vọng trong thời gian ấy, Vi Thế Cường sẽ có sự chuẩn bị để lột xác một lần nữa, để trên sân khấu vòng chung kết sắp tới, quý vị khán giả không thể quên một phong cách độc đáo từ bạn. Kính chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau: 19 giờ quà tặng tri thức, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Fix và Fossi,
19:50 Tin Thế Giới, 20:00 chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ, 21:00 Ký Sự Amazon, 21:10 Nốt Nhạc Vui, 22:00 Tin Trong Nước, 22:15 chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Tạm Biệt Đơn Côi tập 14, 23:10 Đất Nước Mến Yêu Sắc Màu Thiên Nhiên, 23:30 Tin Cuối Ngày Tin Thế Giới Tin Thể Thao, 23:55 Câu Lạc Bộ Thể Thao. Chương trình rạng sáng ngày 9/8 gồm có 0:30 chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Từ Khi Gặp Em tập 45, 1:20 Cuộc Sống Quanh Ta Thiêng Liêng Tình Mẹ, 1:30 phim truyện Việt Nam Ngọn Nến Hoàng Cung tập 13 và 14, 3:30 Tài Tử Cải Lương Nhớ Trường Xưa. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19:00. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức, chương trình do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà Tặng Tri Thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19:00. Và hy vọng rằng ngày hôm nay quý vị và gia đình sẽ có một buổi tối thật vui với chương trình Quà Tặng Tri Thức. À, Hồng Phượng thân mến, em có nhớ rằng trong một chương trình Quà Tặng Tri Thức trước đây, anh em chúng mình đã có nói về việc ngày 7 tháng 7 năm 2007, có một tổ chức tên là New Open World tại Thụy Sĩ đã công bố danh sách 7 công trình kiến trúc cổ đại như là đấu trường Colosseum ở Ý, Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc và đền Taj Mahal Ấn Độ, vân vân. Và hiện nay thì tổ chức này cũng đang tiếp tục bỏ phiếu để bình chọn ra 7 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Mà trong danh sách ban tổ chức đưa ra đó thì có một địa danh của Việt Nam. Em có biết là đâu không? Nhưng mà để bình chọn cho những cảnh quan thiên nhiên đẹp như thế thì phải dựa theo tiêu chí nào anh nhỉ? Dựa trên những tiêu chí, những kỳ quan trên cao, chẳng hạn như là nước, núi, hẻm núi, hang động, rồi suối nước, thác nước, rồi các dải đá ngầm, vân vân. Nếu mà như thế thì ở Việt Nam có rất nhiều những cảnh đẹp thiên nhiên như anh Nghĩa vừa mới nói, chẳng hạn như là vịnh Hạ Long nè, động Phong Nha Kẻ Bàng nè, vườn quốc gia Bạch Mã hoặc là vịnh Nha Trang, vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà Hồng Phượng nghĩ rằng là chắc là vịnh Hạ Long đúng không? Chính xác. Thưa quý vị, hiện nay thì ban tổ chức đã đề cử như là sông băng Alex ở Thụy Sĩ, hồ Baikal ở Nga, công viên khủng long ở Canada, quần đảo Galapagos của Ecuador và vịnh Hạ Long của Việt Nam. Và có rất là nhiều những cảnh đẹp thiên nhiên trên thế giới được đề cử. Vậy chúng ta làm như thế nào để tham gia bình chọn cho vịnh Hạ Long của chúng ta? Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần truy cập vào trang web theo địa chỉ www.natural17wonders.com và làm theo các hướng dẫn là coi như chúng ta có thể bầu chọn cho vịnh Hạ Long. Và ban tổ chức sẽ chọn ra 21 đề cử được nhiều người đề cử nhất để tiếp tục bước vào vòng bỏ phiếu. Và Hồng Phượng tin rằng sau chương trình Quà Tặng Tri Thức ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều những khán giả truy cập vào trang web này để bình chọn cho vịnh Hạ Long của chúng ta đó. Nhưng mà kết quả thì sẽ được công bố vào thời gian nào? Kết quả sẽ được công bố vào một ngày rất là đẹp và cũng rất là ấn tượng. Đó chính là ngày 8 tháng 8 năm 2008, thưa quý vị. Nghĩa là? Còn khoảng một năm nữa là kết quả sẽ được công bố. Thế nhưng mà để cho vịnh Hạ Long của chúng ta được nằm trong danh sách thì ngay từ bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng truy cập vào trang web www.natural17wonder.com để bầu chọn cho vịnh Hạ Long của chúng ta nha, thưa quý vị. Còn bây giờ thì tạm chia tay với những cảnh đẹp thiên nhiên ở trên thế giới, chúng ta quay trở lại Việt Nam, cụ thể là quay trở lại với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ rằng chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng ta có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chương trình chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của Quà Tặng Tri Thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng, và 12 cô điện thoại viên của chúng tôi đang ở phim trường sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong vòng cầu này.
Và mỗi một kỳ chương trình chúng tôi lên sóng, Đại Nghĩa và ông Phượng sẽ rút ra 3 lá phiếu bất kỳ. Trên 3 lá phiếu đó sẽ là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả may mắn nhất trong ngày hôm đó. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong ngày hôm nay ai sẽ là những người may mắn nhận được phần quà của chương trình nha. Và bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với trường quay gặp gỡ với 50 người chơi tại đây cùng với anh Quách Hồ Ninh. Xin mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của chương trình quà tặng tri thức với phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay hôm nay. Xin chúc các bạn thành công. Và bây giờ tôi xin nói sơ về cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với trò chơi quà tặng tri thức thì các bạn sẽ có 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi thì các bạn sẽ được nhận phần thưởng là 15 triệu đồng. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để lựa chọn đáp án. Chỉ có 3 giây mà thôi, cho nên các bạn cố gắng thật là nhanh. Nếu quá 3 giây thì máy tính sẽ không nhận kết quả của các bạn. Bây giờ thì nếu như các bạn đã sẵn sàng, tôi sẽ đọc nội dung câu hỏi ở vòng 1 này. Di tích cấp quốc gia Lò Gốm Hưng Lợi ở quận 8 là di tích loại gì? A. Văn hóa. B. Lịch sử. C. Kiến trúc. Và D. Khảo cổ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là 3 giây để các bạn quyết định lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 10 bạn. Đáp án B có 16 bạn. Đáp án C có 5 bạn. Và đáp án D 18 bạn. Ở câu hỏi này thì có một bạn đã bấm đáp án sau 3 giây, cho nên máy tính đã không nhận kết quả của các bạn. Đáp án chính xác là đáp án nào đây? Đó chính là đáp án D. Di tích cấp quốc gia Lò Gốm Hưng Lợi ở quận 8 là di tích khảo cổ. Đây cũng là di tích khảo cổ duy nhất ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng 18 bạn đã chọn đáp án D. Các bạn được bước tiếp vào vòng 2. Và xin chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án D. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì các bạn ơi, hãy cho chúng tôi biết vị khán giả may mắn đầu tiên của tối hôm nay là ai nào? Xin chúc mừng 18 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và các bạn ơi, phần hồi hộp của các bạn chỉ mới bắt đầu thôi. Các bạn còn phải trải qua tới 2 vòng thi nữa lận, đúng không anh Nghĩa? Đúng rồi. Còn bây giờ thì quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà cũng đang rất hồi hộp không biết mình có phải là người may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức hay không. Thế thì bây giờ Hồng Phượng ơi, đừng để khán giả chờ lâu nữa. Chúng ta hãy rút ra một lá phiếu bất kỳ nha. Hồng Phượng đang quay vòng cầu và đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên. Xin mời anh Nghĩa, anh hãy đọc to lên số điện thoại này cho mọi người cùng biết nha. Thưa quý vị, số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 0613 577 351. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc ngay với chủ nhân của số điện thoại này nha. Và người bạn này sẽ là người chơi đầu tiên tại nhà trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Trong khi chờ đợi gặp gỡ với chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đến với những bảng logo đang có mặt ở đây. Thưa quý vị, đây là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo thứ nhất, trung tâm điện máy Idea. Đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Samsung không có gì là khó tưởng tượng.
Sony riêng một bản sắc. Toshiba tiên phong trong công nghệ. Logo thứ 5, Hitachi cảm hứng tương lai. Sanyo luôn vì môi trường. LG cuộc sống tốt đẹp. Olympus tầm nhìn của bạn tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và đằng sau 8 logo này dĩ nhiên đó là những phần quà thật là hấp dẫn dành tặng cho quý vị. Và chúng ta cùng chờ xem vị khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay sẽ chọn bản logo nào nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên. Xin chào chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên ạ. Chào anh Đại Nghĩa và chị Hồng Phương ạ. Xin chào chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Xuân Thanh, ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Chị Xuân Thanh ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Không biết rằng hiện nay công việc của chị là gì ạ? Dạ, em là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai ạ. À, sinh viên trường Cao đẳng Y tế thì chắc chắn rằng những kiến thức về y khoa chị sẽ rành rất là nhiều. Vậy thì cho Đại Nghĩa hỏi một câu nha. Chúng ta vừa trải qua một đợt áp thấp nhiệt đới, thời tiết thay đổi làm cho cũng rất nhiều người cảm thấy khó chịu, dẫn đến bị cảm sốt. Thế nên nếu như bây giờ chị gặp một người nói rằng mình đang bị cảm sốt thì chị sẽ tư vấn cho họ dùng những loại thuốc gì ạ? Dạ, em sẽ hỏi là nếu mà bệnh nhân đó có cảm sốt mà ho một sổ mũi nữa thì em sẽ cho họ uống thuốc acetamol. Thuốc đó có thể là rồi cộng thêm kháng sinh và kháng viêm nữa. Có thể là mình cho thêm một viên vitamin C. Đúng rồi, rất là tỉ mỉ. Và chắc chắn rằng là sau khi nghe những lời khuyên của chị thì Hồng Phượng và Đại Nghĩa không còn sợ bị cảm cúm nữa, đúng không anh Nghĩa? Đúng rồi. Và bây giờ thì mời chị Xuân Thanh hãy lựa chọn một trong 8 bản logo sản phẩm ở đây nha. Em xin chọn logo số. Logo số mấy ạ? Logo số 3 ạ. Logo số 3 đó là Sony. Và phần quà đằng sau logo này đó chính là một đầu đĩa DVD. Một phần quà rất hấp dẫn đúng không ạ? Dạ. Và bây giờ chị đã sẵn sàng để lắng nghe câu hỏi của chương trình chưa ạ? Dạ, em sẵn sàng ạ. Rồi, vâng. Mời bạn chú ý nhắn lắng nghe nha. Dạ. Tục ăn trầu phổ biến ở nước ta từ xưa đến nay. Miếng trầu là sự kết hợp của bao nhiêu nguyên liệu? Có 4 sự lựa chọn: A 2, B 4, C 6 và D 8. Bạn sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Dạ, em chọn đáp án B ạ. Đáp án B vẫn còn thời gian ạ. Dạ, em không đổi đâu ạ. Đáp án B là 4. Cho Đại Nghị hỏi bạn một câu nha. Hiện nay thì cái việc ăn trầu của chúng ta không còn thường xuyên, chúng ta ít bắt gặp hình ảnh là những người ăn trầu nữa. Thế thì tại sao bạn có thể nói ngay rằng trầu có tất cả là 4 nguyên liệu, sự kết hợp của 4 nguyên liệu? Dạ, mẹ em ăn trầu ạ. Chính vì mẹ của bạn vẫn thường xuyên ăn trầu cho nên bạn đã đưa ra một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Bạn Xuân Thanh ơi, bây giờ cho Đại Nghị hỏi rằng không biết rằng bạn có biết rằng 4 nguyên liệu đó là gồm những gì hay không? Có lá trầu này, cau này, vôi này, thuốc nữa. Thuốc. Đúng rồi. Vậy bây giờ thì mời bạn cũng như mời tất cả quý vị khán giả cùng lắng nghe đáp án nha. Tục ăn trầu cau nước ta có từ thời Hùng Vương. Người xưa đã kết hợp miếng trầu từ 4 nguyên liệu. Cau có vị ngọt, lá trầu chứa vị cay, rễ hoặc xác vỏ cây mang vị đắng, vôi thấm đẫm vị nồng. 4 nguyên liệu này khi hòa quyện với nhau từ những màu khác tạo nên màu đỏ thắm nhưng vẫn chứa được ý nghĩa và đầy đủ hương vị nghĩa tình mang tính truyền thống dân tộc. Như thế là xin chúc mừng người khán giả đầu tiên của chương trình chúng ta đã giành được phần quà của chương trình, đó chính là một chiếc đầu đĩa DVD. Chị Xuân Thanh ơi, không biết rằng bây giờ người mẹ yêu quý của chị có ở bên cạnh chị để chia sẻ niềm vui với chị không ạ? Dạ, mẹ em đang đi thăm một vài người ạ. Tiếc quá. Nhưng mà Hồng Phượng biết chắc chắn rằng khi mà mẹ chị nghe thấy tin này thì mẹ chị sẽ gọi điện ngay về cho chị để chia sẻ niềm vui với chị. Và xin cảm ơn chị đã đến với chương trình của chúng tôi. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Phượng và anh Đại Nghĩa. Xin chào tạm biệt ạ. Chương trình luôn ạ. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường, gặp gỡ với 18 người chơi tại đây cùng với anh Quách Hồ Ninh để bước vào vòng 2 chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn,
số điện thoại của tổng đài 1900 1747 đang chờ đón sự đăng ký tham gia của quý vị. Chương trình quà tặng tri thức không giới hạn số lần tham gia. Nếu như tham gia lần này không thành công thì quý vị và các bạn có thể đăng ký tham gia lần nữa và lần sau nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 với nội dung câu hỏi như sau. Câu nói không thành công cũng thành nhân là câu nói của ai? A. Nguyễn Thái Học, B. Phạm Hồng Thái, C. Hoàng Hoa Thám và D. Phan Bội Châu. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 10 bạn. Đáp án B có 4 bạn. Đáp án C có 0 bạn. Đáp án D, đáp án cuối cùng có 4 bạn. Chúng ta chờ xem sẽ có bao nhiêu bạn được bước tiếp vào vòng 3. Đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án A. Vào năm 1930, trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Nguyễn Thái Học đã bị bắt. Trước lúc bị thực dân Pháp hành hình, Nguyễn Thái Học đã khẳng khái nói với bọn thực dân câu nói: không thành công cũng thành nhân. Xin chúc mừng 10 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng 3 để tranh tài xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ, chúng ta dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi. Xin mời. Xin chúc mừng 10 người bạn đã trả lời thật xuất sắc câu hỏi của chương trình đưa ra để tiếp tục bước vào vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức. Và anh Nghĩa ơi, chắc chắn rằng bây giờ tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp tại nhà đang rất hồi hộp không biết mình có phải là chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai hay không. Vì chúng ta hãy nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình là quay vòng cầu và chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên, phiếu thăm may mắn thứ hai. Và bây giờ sẽ là phiếu thăm may mắn thứ hai của chúng ta đây. Đó rồi. Xin mời Hồng Phượng đọc lớn lên nha. Và đây là số điện thoại may mắn thứ hai. Hồng Phượng xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0871996 98. Và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai. Quý vị thân mến, trong khi chờ đợi người khán giả thứ hai này, quý vị cũng đừng quên tiếp tục kết nối với chương trình chúng tôi qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số 0891066 88 nha. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383. Và vị khán giả may mắn đầu tiên đã chọn logo số 3 là Sony. Chờ, và chúng ta vẫn còn 7 bản logo còn lại, và chúng ta hãy cùng chờ xem vị khán giả may mắn thứ hai sẽ chọn bản logo nào nhé. Xin chào vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình quà tặng tri thức ạ. Alo. Dạ. Alo, xin chào chị ạ. Dạ. Chị ơi. Em chị... nào ạ? Chị hãy giới thiệu về bản thân của mình đi. Dạ. Chị. Dạ, là Nguyễn Thị Lan. Dạ, xin chào chị Lan. Chị Lan ơi, hiện giờ công việc của chị là gì ạ? Dạ, ở nhà làm nước mía. Dạ. Là gì ạ? Dạ, nhà nó trả đó chị. Chị không biết rằng chị có thường xuyên theo dõi chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi không ạ? Dạ có. Vậy thì không biết rằng chị đã đăng ký để tham gia chương trình quà tặng tri thức bao nhiêu lần rồi? Dạ không biết, em sợ cũng nhiều lần rồi. Nhiều lần quá đến nỗi mà không nhớ luôn. Dạ. Và ngày hôm nay chị đã là một người may mắn. Và bây giờ thì mời chị hãy lựa chọn một trong 7 logo còn lại của chúng tôi, ngoại trừ logo số 3 chị nha. Dạ. Chị chọn logo số mấy ạ? Rồi số 5 đi. Logo số 5 đó là Hitachi. Dạ. Và phần quà dành cho chị đó chính là, wow, đó chính là một chiếc TV. Dạ. Một phần quà rất hấp dẫn đúng không chị? Dạ dạ. Và bây giờ không biết rằng chị đã sẵn sàng để lắng nghe câu hỏi của chương trình chưa ạ? Dạ nghe rồi. Và bây giờ chị hãy tập trung lắng nghe nha. Là phát minh của đất nước nào? Chị có 4 sự lựa chọn: A. Hà Lan, B. Áo, C.
Nhật Bản, D Mỹ. Chị đã nghe rõ chưa ạ? Dạ. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Câu C. Chị chọn đáp án mấy ạ? Dạ chọn câu C. Vẫn còn rất nhiều thời gian chị ơi. Dạ chọn câu C. Chắc chắn là câu C. Có vẻ rằng là các vị khán giả của chúng ta ngày hôm nay rất chắc chắn về câu trả lời của mình. Không biết rằng chị tự tin bao nhiêu phần trăm với câu trả lời này ạ? Dạ 90%. Bao nhiêu ạ? Dạ 90%. 90%. 90%, một tỷ lệ rất là cao. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem coi sự tự tin có đem lại may mắn cho chị không nhé. Dạ dạ. Năm 1952, Benjamin Franklin người Mỹ đã phát minh ra cột thu lôi, không phải để tránh sét mà lợi dụng vị trí trên cao nhằm thu sét và truyền xuống đất. Phát minh đã được giới khoa học và dân chúng ủng hộ vì đã mang lại sự an toàn cho các vật khác khi trời giông gió, sấm sét mà trước đó là nỗi ám ảnh của người dân nước Mỹ. Có nghĩa rằng đáp án đúng của chúng tôi là đáp án D chị ơi. Thật là tiếc rằng chị đã đưa ra một đáp án sai. Nhưng mà không sao hết thưa chị. Đây cũng như là một kiến thức mà chị tiếp thu thêm khi đến với chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau chương trình này, chị vẫn có thể tiếp tục gọi điện đến với chương trình qua số điện thoại 0891066888 hoặc số 1900 1747 để tiếp tục đăng ký tham gia chương trình chị nhé. Và chúng tôi rất cảm ơn chị đã tham gia với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường, gặp gỡ với chỉ 10 người bạn mà thôi. 10 người bạn này sẽ tranh tài cùng nhau để xem ai sẽ là người chủ sở hữu của phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Xin mời! Các bạn thân mến, tôi xin phép được mở đầu vòng 3 này bằng một câu chuyện nhỏ nhỏ. Có một người chồng trong cơn bệnh thập tử nhất sinh đang nằm ở trên giường và có cô vợ ngồi bên cạnh, thì người chồng mới thều thào nói với cô vợ thế này: em à, những lúc anh khốn khổ nhất luôn có em bên cạnh anh, khi anh bị người ta hiếp đáp xua đuổi cũng có mặt em, khi anh thất nghiệp nghèo hèn cũng có mặt em, khi anh phá sản đói rách cũng có mặt em, và khi anh bệnh hoạn cũng có mặt em. Bây giờ thì anh đã nghiệm ra được một điều. Người vợ mắt chớp chớp đầy vẻ tự hào hỏi chồng: anh nghiệm điều gì vậy anh? Người chồng mới nói là: em là người luôn đem đến giận xui cho anh. Vâng. Và câu chuyện vui của chúng ta để cho các bạn thí sinh ngồi ở vòng 3 này thư giãn. Và giây phút thư giãn trôi qua thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3. Nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc cùng sinh sống? Quá dễ phải không nào? A 40, B 45, C 54 và D 61. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Ba giây đã trôi qua và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A, không có bạn nào. Đáp án B, cũng không. Đáp án C, có 10 bạn. Tất nhiên là đáp án D, không có bạn lựa chọn. 10 bạn đều chọn đáp án C, tức là các bạn chắc chắn rằng đáp án C là đáp án chính xác. Để xem quyết định của các bạn có đúng không nha. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án C. Hiện nay nước Việt Nam có 54 dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ. Xin chúc mừng 10 bạn, tất cả 10 bạn đã chọn đáp án C và các bạn đã là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ mời những vị khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi với chúng ta. Xin mời.
bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng và anh Quách Huỳnh ở nơi thật sự là Hồng Quận cũng không hiểu là tại sao mà anh lại có rất nhiều những câu chuyện cười như thế. Và chính những câu chuyện cười của anh đã làm cho không khí của trường quay của chúng ta bớt căng thẳng đi rất là nhiều. Và Hồng Quận một lần nữa rất muốn nói với anh rằng Hồng Quận rất hân hạnh được làm người dẫn chương trình chung với anh. Và bây giờ thì Đại Nghĩa và Hồng Quận xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi. Chúng ta cùng nhau tìm xem người khán giả may mắn thứ ba trong chương trình ngày hôm nay là ai nha. Và bây giờ Hồng Phượng sẽ quay vòng cầu lên và đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn thứ ba, xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 0828254417. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người may mắn cuối cùng trong chương trình quà tặng trí thức hôm nay. À, Hồng Phượng thân mến, em có cảm giác rằng những câu hỏi trong chương trình quà tặng trí thức của chúng ta theo em thì là quá khó hay là quá dễ? Theo Hồng Phượng thấy rằng thì có câu hỏi khó cũng có câu hỏi dễ, nhưng mà Hồng Phượng nghĩ rằng là quý vị khán giả có trả lời đúng hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào sự may mắn của họ nữa. Và Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả, những người nào đến với chương trình quà tặng trí thức đều là những người may mắn. Còn bây giờ thì đã có tín hiệu liên lạc với người khán giả may mắn thứ ba. Xin chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Chào Đại Nghĩa, chào Hồng Phượng. Xin chào chị ạ. À, chị hãy nói lớn một chút xíu nha. Và chị hãy giới thiệu về bản thân mình. Chị tên gì nè, đang ở đâu và công việc hiện tại của chị là gì ạ? Tôi tên là Lê Thị Dung. Hiện nay tôi đang kinh doanh buôn bán tại nhà. Dạ, chị Dung đang kinh doanh buôn bán tại nhà. À, chị Dung thân mến, trước khi đến với câu hỏi của chương trình thì Đại Nghĩa hỏi rằng không biết bây giờ hiện bên cạnh chị có ai làm người cổ động cho chị hay không? Có con gái, con trai, với ông xã cũng ở đây luôn. Cả gia đình. Cả đại gia đình đã là một nguồn động viên rất lớn dành cho chị Dung của chúng ta. Và bây giờ, mời chị hãy lựa chọn một trong những bản logo còn lại của chúng tôi. Cho mình chọn logo số 7 ạ. Logo số 7 Olympus. Và đằng sau logo này, phần quà đó chính là một chiếc máy chụp hình kỹ thuật số. Chị cười rất tươi trong điện thoại, chắc chắn rằng Hồng Quận đoán rằng chị đang rất thích phần quà này. Bởi vì đây sẽ là một phần quà rất là thú vị, nó sẽ đem đến cho gia đình của chị những bức ảnh thật là dễ thương đó. Và bây giờ thì mời chị chú ý lắng nghe câu hỏi. Và với câu hỏi này thì Đại Nghĩa nghĩ rằng chị nên nhờ ông xã và con trai của chị cố vấn cho mình nha. Bởi vì đây là một câu hỏi về đề tài thể thao. Thẻ vàng và thẻ đỏ được sử dụng trong thi đấu bóng đá bắt đầu từ năm nào? Có 4 đáp án: A 1970, B 1972, C 1974 và D 1976. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Năm 1974. Năm 1974 vẫn còn thời gian ạ. Chị có muốn thay đổi không ạ? 76 ạ, năm 76 ạ. 76. Và thời gian cũng đã kết thúc. Chị đưa ra hai đáp án C và đáp án cuối cùng của chị là đáp án D, 1976. Không biết rằng đây là đáp án do chị đưa ra hay là do ông xã và con trai của chị cố vấn? Đây là tự chị đưa ra thôi. Tự mình đưa ra, khá là mạo hiểm đúng không anh Nghĩa? Thế thì bây giờ mời chị lắng nghe đáp án của chương trình nha. Sau vụ náo động tại trận đấu giữa hai đội Anh và Argentina trong giải vô địch thế giới kỳ năm 1966, thẻ vàng và thẻ đỏ đã bắt đầu được đưa vào sử dụng lần đầu tiên tại giải vô địch bóng đá năm 1970. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 1970. Không trùng khớp một chút xíu nào với hai đáp án mà chị đưa ra, rất là tiếc. Đúng là phải nói là rất là tiếc, bởi vì phần quà là một máy chụp hình kỹ thuật số đã vụt khỏi tay chị rồi. Nhưng mà chị ơi, chị cũng đừng buồn, bởi vì chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi vẫn luôn chờ đón chị trở lại với chương trình. Một lần nữa xin chào tạm biệt chị và xin cảm ơn chị đến với chương trình. Xin chúc chị cùng với gia đình có thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, như thế là 30 phút của chương trình quà tặng tri thức của chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ thì Đại Nghĩa, Hồng Phượng cùng với tất cả những người thực hiện chương trình xin được nói lời chia tay với quý vị khán giả. Và trước khi chia tay với quý vị thì đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, hãy lập tức liên lạc ngay với công ty cổ phần Lasta, số 23 đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình nha. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ 6 phát sóng lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.